Hôm nay hoa hosta của nhà mình ở nè các bạn. Mình đưa các bạn đi vòng vòng xem hoa nhà mình ha. Hoa hosta. Các bạn thấy nó nở màu cũng rất là đẹp ha. Nó mới nở như vậy thì rất là dễ thương. Xin chào các bạn buổi sáng nha. Các bạn coi buổi sáng mình thức dậy đầu tiên là pha một ly cà phê đầy luôn, thấy không các bạn? Uống xong ly cà phê đó là rất là nhiều công việc để làm luôn. Hôm nay là đi cắt tỉa cây cà, thu hoạch rau muống, rồi nhiều chuyện lắm. Buổi sáng các bạn nhìn nè, chim hót líu lo luôn ở bên ngoài đó, nắng lên đẹp lắm các bạn. Tuần này thì nó không có nóng giống như mấy tuần trước đó. Các bạn nhìn thấy rau muống của mình không, nó lên quá chừng luôn rồi. Bây giờ mình phải cắt để cho cái rau muống khác nó lên tiếp tục nữa. Giờ này mới có 7 giờ mấy sáng hả các bạn. Mình là thức dậy cái là thay đồ pha cà phê là bay ra ngoài liền, không có thích ở trong nhà các bạn ơi. Giờ ra ngoài ngồi phơi nắng sáng cho nó tốt. Rồi các bạn ngồi uống cà phê với mình nha. Rồi xong rồi mình đi cho các bạn xem hoa hosta nó đang nở, bắt đầu nó nở đẹp lắm. Các bạn xem mình hôm qua mình mới trồng một cái chậu thủy tinh nè, cái chậu này cũng lớn lắm. Mình trồng ở trong đây mấy cái cây sen đá đó. Nhìn dễ thương không các bạn? Nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Từ từ nó lớn lên. Bây giờ thì mình đang để nó phơi nắng chút xíu. Nhưng mà mình không không biết có bạn nào biết cái sen đá này tên gì không ha? Cái cây này nè. Mình thích quá, đẹp quá mà thật sự ra mình không có biết về sen đá các bạn. Mình không có biết tên đâu tại mình không có trồng sen đá đó. Bây giờ thì mình mới trồng thôi. Mới bắt đầu trồng, tập tập trồng thôi. Mình biết cái cây này là móng rồng, còn cái cây này á, là ngọc bích, còn giống như cây này là bó tay luôn các bạn. Ngoài ra là bó tay luôn, cây này là không biết tên luôn nè các bạn. Cây này cây số 1 đi ha, còn cây này cây số 2 mình không biết tên đâu. Cái cây này giống như là viền hồng hả, mình có nghe bạn gọi là viền hồng, sen đá viền hồng, không biết phải không nữa. Còn cái cây này thì mình không biết là tên gì nhưng mà nhìn đẹp lắm, nhưng mà cũng khó trồng lắm các bạn. Cái cây này nè mình trồng nay là cũng mấy tuần rồi mà thấy nó cũng không có tốt lắm. Các bạn nào biết tên á cho mình tên nhé, để mình trồng mà mình không biết tên thì cũng bực bội. Cái kia sen đá cái chung chung không à. Rồi bây giờ mình đi dạo một vòng xem hoa hosta của mình nha. Các bạn thấy hosta của mình hôm nay nó nở rồi, cái hoa nó màu tím các bạn, nhìn dễ thương không? Nó cũng đẹp lắm nhưng mà thật sự ra là đã được có mấy ngày là nó tàn à các bạn. Nó cũng không có mà lâu đâu, nhưng mà lúc mà nó mới nở nó cũng rất là dễ thương. Đây nó có cái màu tím, nó cũng có màu trắng, cũng mấy màu á các bạn. Giống như cái bụi này thì rất là nhiều hoa luôn các bạn thấy không? Đây nè, mới bắt đầu nở nè. Cái này mà mình hái vô mình trưng ở trong nhà cũng đẹp lắm đó, cái hoa ở bên trong á các bạn. Còn nụ rất là nhiều. Các bạn thấy là mình trồng hosta đó thì mình xen vô trồng những cái bụi mà rau muống màu trắng nè các bạn. Mỗi năm mình mỗi thay ha. Có năm mình trồng dạng thọ. Tại vì các bạn thấy cách một bụi hosta thì mình còn một cái ổ trống nè. Thì trong đó là mình xen
Cái này là bông rau muống thì mùa đông nó chết các bạn. Nhưng mà bông rau muống mà khi mà nó tàn như vậy rồi đó, mà mình muốn nó có bông nhiều nữa đó, mình ngắt cái này mình bỏ đi các bạn, là nó đâm ra thêm nữa hả, nó đâm ra nhiều lắm đó. Các bạn thấy mình trồng, mình cũng trồng nhiều loại bông lắm các bạn, mà bị sốc nó mồi á. Đây nè, ở đây là cái bông khác nữa nè, nhưng mà bị sốc nó mồi riết, và bên này nó để yên rồi bắt đầu nó lên lại nè các bạn. Hoa rau muống này thì màu trắng. Thật sự ra cái hoa hosta này thì nó không đẹp lắm như cái lá, mình thì mình thích lá nhưng mà nó cũng được. Các bạn thấy không nè. Này mình chút nữa chắc là nhiều quá, mình cắt vô nhà mình trưng. Hosta rất là dễ trồng các bạn ơi. Cây hosta này đó thì cái giống này là cái loại này là loại khác. Cái loại này đó các bạn nhìn cái loại này thì cái lá nó nhỏ mà nó có viền vàng á, nó lên chùm chùm vậy nè các bạn. Còn cây này cái lá của nó có sọc trắng ở bên trong á, thì các bạn thấy cái hoa của nó thì cũng khác một tí ha. Đây nè, cái hoa của nó để mình, nó cũng tím tím nhưng mà nắng quá các bạn hả. Đó, ở bên trong nè các bạn, nó hơi khác, nó lợt hơn cái kia một tí xíu. Nhưng mà cái này thì nó màu giống như là tím hoa cà vậy đó, tím lợt á. Cũng dễ thương chứ không đến nỗi mà xấu lắm. Còn cái bụi này thì nó đang ra hoa thôi các bạn. Đây nè, nó đang ra thôi. Trời ơi, coi nó bị đè vô trong cái đèn của mình. Các bạn thấy hôm sáng á, mình vừa uống cà phê, bưng ly cà phê đi vòng vòng nhà ha, cái vừa uống rồi vừa đi ngắm hoa. Cái cây bông này của mình sắp nở rồi nè các bạn, tốt dễ sợ luôn, mà cái màu đẹp lắm, hình như màu tím. Cái cây này màu tím á, nụ quá chừng nguyên một bụi luôn á các bạn. Sắp sửa rồi. Ồ, nó có cái con gì nằm trong đây nè, con lấy đi bớt, cái con lấy đi bớt nó đang nằm ngủ ở trong đây nè, thôi để cho nó ngủ đi. Tội nghiệp cái bụi này ghê á, nó bị cái lưới này đè nè, Kevin làm đè nó lại, nó ép ép nó vô, nó chen chúc vô mấy cái đèn của mình. Mấy cái đèn cái nè, nó nằm ở dưới mấy cái đèn. Tối đó thì mấy cái đèn này nó sáng, đèn mà năng lượng, lấy năng lượng của mặt trời đó các bạn, thì nó sáng lên ở ngoài đây. Ồ, cái này nụ không à, chưa có hoa nở đó các bạn nhìn không, nguyên một hàng luôn. Rất là dễ thương ha. Rồi mình đi vòng 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 cho các bạn xem. Bên hướng này đó nó không bị nắng chói. Các bạn nhìn rõ hơn nè. Đó, các bạn thấy cái hoa nó rất là đẹp. Cũng dễ thương lắm các bạn. Trời ơi, các bạn xem hôm nay cái chậu sứ này của mình á, nhỏ xíu à, mà hôm nay nó nở đẹp dễ sợ luôn các bạn ơi. Màu thiệt là tươi mà hoa lại to nữa. Đẹp quá đi á. Mấy em nè, trời ơi
Các bạn thấy hôm nay là coi như mấy em nở tròn cây luôn rồi. Thấy không? Cây này là nở tròn luôn rồi. Nhưng mà vẫn còn nụ nhiều lắm nha các bạn. Đó, đang nụ nó ra nữa đó. Tròn cây luôn các bạn ơi. Mình để đây á, mấy người mà họ đi qua đi lại đường á, họ nhìn họ thích lắm. Họ nói mày trồng bông gì mà đẹp vậy? Tây thường thường nó ít có biết mấy cái này lắm các bạn. À, các bạn nhìn cái cây này thì nó chưa có trổ hoa hết, nhưng mà các bạn coi nụ nè. Nhánh nào cũng có nụ hết. Nó mới có một chùm đó thôi. Rồi kế bên, các bạn coi kế bên cây này cũng là hôm bữa mình cho các bạn coi thì nó mới nở có một một đám ở trên đây thôi ha. Còn bữa nay đó các bạn nhìn nó nở luôn ở dưới rồi nè. Nó đi một chùm hết ở dưới rồi. Đó, đẹp ghê không các bạn? Có cái bà đó là người Mễ, bà qua nhà mình á, bà thấy á, bà nói là nhất định bà phải đi tìm, bà mua cho bằng được cái xứ này, bà phải có mới được. Mình nghe nói mình im luôn à, mình thấy mình cũng hơi xấu hổ là mình có rất nhiều, nhưng mà mình không có cho, à, tại vì mình chỉ mới có cho hai người thôi hả các bạn, à, một người bạn của mình với một em của mình thôi chứ mình chưa cho ai hết á. Nói chứ công cán mang từ Việt Nam qua chứ bộ đâu phải mua ở đây đâu. Các bạn thấy không? Đẹp. Bữa nay cây này cũng tròn cây đây nè các bạn. Ở ngoài chợ bữa nay ở ngoài mấy cái chỗ mà bán cây kiểng mình thấy nó cũng có bán á, mà mắc mắc lắm các bạn. Cái cây nhỏ xíu bằng ngón tay út của mình thôi đó mà nó bán 10 đồng là còn phải cộng thuế nữa nha. Còn cái cây mà bằng cái củ mà bằng gần cái cườm tay của mình thôi, khoảng cái củ khoảng bấy lớn thôi, bán 20. À, thì Kevin coi á, cái Kevin nói với mình, thứ nhất là Kevin nói không cho nữa nha. Tại Kevin thấy mình cho hai người, em mình thì không nói rồi, nhưng mà có người bạn mình cũng cho hai chậu á, mà mình cho nay 1 2 năm rồi. Thì Kevin biểu mình không cho nữa. Kevin nói là cái chậu của mình, cái củ của mình á, cái cây nhỏ đó chứ không phải cây bự đâu, nếu mà bán chắc cũng 40 á, tại vì của mình bằng hai cái cây đó luôn. Mà còn những cái cây mà nó đang bông cái kiểu này đó chắc bán cầu cả trăm mấy một chậu á các bạn. Mình nói thiệt luôn á, cái màu này cũng dễ thương quá, nó hơi lợt. Nên là ý mình nói là cái cây mà khoảng bán mà 40 á là khoảng cỡ này. Tại cái cây ở ngoài đó này nhỏ xíu à, bằng nửa cái này thôi các bạn, mà nó bán 20. Còn một cái mà nó bằng cái nhánh này thôi nè các bạn, nó bán 10 đồng. À, ở ngoài đó nó bán mà không biết có ai mua không.